Vâng, thân mến, xin chào tất cả các em, các thành viên của đội thi viên chức giáo dục tỉnh Bình Định. Xin mời các em chúng ta vào lớp. Vâng, thì vừa rồi thầy muốn nhắc lại những nội dung ôn tập của theo giới hạn của các bạn ở Bình Định. Với các nội dung theo khung giới hạn ở đây, chúng ta đã học là hai phần, đó là luật viên chức 2010 sửa đổi 2019, rồi nghị quyết số 29. Ta thấy đã làm các cái bộ đề rất là rõ. Và thầy nhắc lại người ta hôm nay nội dung đi theo chúng ta sẽ học vào văn bản thứ ba, đó là luật giáo dục 2019 các em nhá. Thì với từng nội dung của từng điều khoản thì thầy sẽ nhắc lại kỹ các nội dung. Thì vừa rồi do tín hiệu nó bị ngắt nên là thầy sẽ nhắc lại một lần nữa để chúng ta nghe rõ hơn các em nhá. Thì chúng ta thấy ở điều 1 về phạm vi điều chỉnh, các em nhớ cho thầy về hệ thống giáo dục quốc dân được chưa? Rồi quyền trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân được chưa? Đấy là điều 1. Ở điều 2 về mục tiêu giáo dục thì các em nhớ cho thầy về phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp được chưa? Đó, rồi khả năng sáng tạo, phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân đó được chưa? Còn thêm được nữa thì nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thì nhớ thêm được cái này nữa là tốt đấy. Rồi đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế, đấy là điều 2. Còn ở điều 3 thì chúng ta thấy về tính chất nguyên lý giáo dục thì chúng ta thấy cái này rất là quen rồi. Với tính chất của nền giáo dục chúng ta phải nhớ 4 tính, đó là tính nhân dân, tính dân tộc, tính khoa học và tính hiện đại, đúng không ạ? 4 tính, thiếu một trong 4 tính này đều là sai. Đó là cái vế mà lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng chủ nghĩa nền tảng rất là quen rồi. Chúng ta nhớ cần 4 tính nữa thôi, chúng ta hay họ hay lừa đúng không? Bỏ đi một trong 4 tính thì đều sai. Thế còn về nguyên lý giáo dục thì chúng ta nhớ cho thầy ba cặp rất là rõ, nhất là học đi đôi với hành. Lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục kết hợp với giáo dục nhà trường, kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Thì đi thi họ trẻ nhà trường kết hợp với nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội thì là chưa đúng các em nhá. Nhớ học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đúng không? Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, đó là điều 3. Còn là điều 4 về phát triển giáo dục, nên tớ nhớ là phát triển giáo dục chính là bôi đậm cho thầy là gì, quốc sách hàng đầu. Cái tiếp theo là phát triển giáo dục phải gắn liền gì, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đấy, rồi liên quan đến thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Đấy, cái nhắc lại nội dung này thực ra là lấy từ nghị quyết số 29, đúng chưa? Rất là rõ. Rồi liên quan đến nguồn lực và phù hợp với vùng miền, được chưa? Thế ý thứ ba là liên quan về phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, đúng không ạ? Đấy, nhằm tạo cơ hội cho ai, nhớ là mọi người, đúng không ạ? Để tiếp cận giáo dục, để đáp án đây là mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời. Đấy, nội dung của điều 4, các em nhớ thì chúng ta thấy rất là rõ nhá. Đây thì các em biết được đây, chúng ta thấy về nội dung được chưa? Đó là cái phần trên để chúng ta thấy được từng điều từng khoản. Thầy nhắc với các em các từ khóa để chúng ta dễ dàng học ôn luyện được chưa? Tiếp theo ở điều 5 về giải thích từ ngữ, họ sẽ hỏi là điều 5 có mấy khoản, thì chúng ta nhớ là điều 5 có 12 khoản tương đương 12 từ ngữ. Với giáo dục chính quy thì các em nhớ cho thầy từ khóa giáo dục theo khóa học, rồi thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, rồi liên quan các từ là của các cấp học, trình độ đào tạo, và các em nhớ là gì, được cấp văn bằng, họ sửa thành văn bằng chứng chỉ thì chúng ta không đúng, nhớ là văn bằng thôi các em nhá. Đấy, với giáo dục chính quy nhớ là giáo dục theo khóa học, rồi thực hiện chương trình giáo dục, rồi một chương trình này, rồi cấp học, trình độ đào tạo và cấp văn bằng. Với giáo dục thường xuyên thì chúng ta thấy là gì, thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được chưa? Rồi linh hoạt về hình thức thực hiện, được chưa? Và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học. Đấy, với giáo dục thường xuyên. Với kiểm định chất lượng thì các em nhớ thầy từ khóa là hoạt động đánh giá công nhận. Đấy, họ để từ đánh giá hoặc từ công nhận đều là sai các em nhé, đánh giá công nhận, được chưa? Đó, rồi do cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành. Đấy, họ để một từ cơ quan, một từ tổ chức là không đúng, phải đầy đủ là gì, cơ quan tổ chức ban hành. Thế còn khái niệm thứ tư về liên chế thì các em nhớ là hình thức tổ chức quá trình giáo dục đào tạo theo năm học, theo năm học nhá. Đấy, nhớ từ khóa là theo năm học. Đấy, giáo dục đào tạo theo năm học. Còn tín chỉ thì các em nhớ cho thầy về đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, được chưa? Đấy, ok chưa? Đo lường khối lượng kiến thức họ sửa thành gì, chuyên môn nghiệp vụ hay là kỹ năng trước là không đúng, nhớ là kiến thức. Khái niệm thứ sáu về mô đun thì chúng ta nhớ cho thầy là liên quan đến việc tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đấy, nó phải ba từ đó, tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, chứ thiếu một trong ba từ này đều là sai các em nhá. Đó, được chưa? Đấy, và nữa thực hiện trọn vẹn hoặc một số công việc của một nghề. Đấy, thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề, đấy là khái niệm về mô đun.
Còn khái niệm thứ 7 về chuẩn đầu ra thì các em nhớ cho thầy về yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực. Đấy, họ là cái yêu cầu phải đạt được nó không đúng, mà đây là gì? Yêu cầu cần đạt được đấy về phẩm chất và năng lực, được chưa? Đấy, như cái đoạn là sau khi hoàn thành một chương trình rồi, sau khi chứ để thành trước khi là không đúng các em nhá. Thì thầy nhắc lại lần nữa cho các em với khái niệm số 7. Khái niệm số 8 về phổ cập giáo dục thì chúng ta nhớ cho thầy về liên quan là cái để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập. Đấy, chúng ta thấy được chưa? Đấy, để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định các em nhá. Đấy là mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định. Với khái niệm thứ 9 về giáo dục bắt buộc thì chúng ta nhớ cho thầy liên quan đến nhớ cho thầy từ khóa là liên quan là mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập. Đấy, nghĩa là từ khóa là mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt trình độ học vấn tối thiểu. Họ sửa thành tối đa thì là không đúng nhá. Chúng ta nhớ là đạt trình độ học vấn tối thiểu. Đấy là từ khóa rất quan trọng, được chưa? Rồi quy định của pháp luật và được nhà nước bảo đảm. Đấy, quy định của pháp luật và được nhà nước bảo đảm, chúng ta nhớ từ khóa đạt được trình độ học vấn tối thiểu và quy định của pháp luật và được nhà nước bảo đảm. Khái niệm thứ 10 về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông thì cũng nhớ cho thầy là kiến thức kỹ năng cơ bản. Đấy, đúng không? Kiến thức kỹ năng cơ bản cốt lõi trong chương trình giáo dục. Đó, chúng ta nhớ trong chương trình giáo dục trung học phổ thông. Đấy, kiến thức kỹ năng cơ bản cốt lõi trong chương trình giáo dục phổ thông, được chưa? Đấy, chúng ta nhớ về kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Thế còn khái niệm số 11 ta nhớ cho thầy nhà đầu tư, ta nhớ phải hai từ là tổ chức cá nhân, thiếu một trong hai từ đều là sai, tổ chức cá nhân, được chưa? Đấy, liên quan và bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đấy, bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nước, họ để chữ là bằng nguồn vốn nhà nước là không đúng, thì ngoài các em nhá, thì chúng ta cần lưu ý như vậy. Các em rõ chưa? Đấy là cách thức nhá, để các em nhớ cái phần từng khái niệm. Còn khái niệm thứ 12 đó là liên quan về cơ sở giáo dục thì các em nhớ cho thầy liên quan đến cái việc mà gọi là thực hiện hoạt động giáo dục, rồi từ gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác, thiếu một trong hai từ đều sai, nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Đấy, các em nhớ 12 khái niệm thầy đã nhắc các em các từ khóa các em nhá, được chưa? Tiếp theo điều 6 về hệ thống giáo dục quốc dân. Họ hỏi là hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay gồm, chúng ta nhớ là hệ thống giáo dục mở này, đúng không ạ? Liên thông thì gồm các đấy, nhớ là đấy là hệ thống giáo dục mở liên thông, có từ mở hoặc là liên thông, thiếu một trong hai từ đều sai. Và gồm giáo dục nào? Nhớ là gồm giáo dục chính quy và thường xuyên. Cái này sự khác biệt so với luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 đó là gì? Ở đây nó thêm 2019 làm chữ mở và liên thông em nhá, hệ thống giáo dân. Còn chúng ta vẫn còn giáo dục chính quy và thường xuyên, được chưa? Thế còn về cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân thì hỏi là có mấy cấp học và trình độ đào tạo thì chúng ta nhớ là gì? Là 4, vẫn là 4, đúng không? Một là giáo dục mầm non, thì mầm non gồm nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo, đúng không? Thứ hai, giáo dục phổ thông chúng ta biết rồi, nó gồm tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Còn giáo dục nghề nghiệp thì ta nhớ đào tạo trình độ sơ cấp này, trung cấp, cao đẳng và các chương trình nghề nghiệp khác. Thế còn với giáo dục đại học, chúng ta trước đây chúng ta có trình độ cao đẳng nhưng bây giờ không còn nữa. Chúng ta nhớ là giáo dục đại học sẽ đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nghĩa là có 3 trình độ của giáo dục đại học. Còn trước đây là 4 em nhá. Đấy, chúng ta nhớ. Tiếp theo ở khoản 3 người hỏi, cơ quan nào ai là người quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia? Thì chúng ta nhớ là Thủ tướng Chính phủ. Đấy là câu hỏi thứ nhất, hướng Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi 2, ai là người quy định thời gian đào tạo tiêu chuẩn từng trình độ đào tạo, khối lượng học tập tối thiểu với trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học? Gắn chữ đại học ở đây là gắn với Thủ tướng Chính phủ em nhé, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo một hỏi là gì ạ? Cơ quan nào quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, gắn chữ cao đẳng trước, rồi trình độ đại học của ngành nghề đào tạo giáo viên, sư phạm đấy, hoặc các ngành sức khỏe, nghĩa là giáo dục và y tế? Thì chúng ta thấy rằng là thẩm quyền đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội các em nhé, gắn với quy định ngưỡng đầu vào. Ngưỡng đầu vào là gắn với Bộ trưởng Đào tạo và Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội. Còn liên quan phê duyệt khung cơ cấu rồi quy định thời gian đào tạo đấy thì chúng ta nhớ là gắn với Thủ tướng Chính phủ ở điều 6. Tiếp theo điều 7 về yêu cầu về nội dung phương pháp giáo dục thì người ta hỏi yêu cầu về nội dung thì chúng ta nhớ bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống và được cập nhật thường xuyên các em nhá. Đấy là đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực và hệ thống. Và hỏi quan trọng công tác nào, nhớ là quan trọng về giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân các em nhá.
Đó, chúng ta nhớ là như vậy. Đấy là cái ý thứ nhất ở cái nội dung của điều 7, được chưa? Tiếp theo chúng ta thấy về phương pháp, yêu cầu về phương pháp giáo dục thì chúng ta nhớ bố động thầy là phải khoa học, phát huy tính tự tích cực, tự giác, chủ động, được chưa? Đó là như vậy. Là liên quan đến yêu cầu về phương pháp giáo dục, nhớ là phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học. Đấy là nội dung của điều 7. Còn điều 8 về chương trình giáo dục thì người ta hỏi chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu gì, thì nhớ là thể hiện mục tiêu giáo dục, đúng không? Đấy, quy định về gì, nó nhớ là quy định về chương trình, quy định về bố động là chuẩn kiến thức kỹ năng, đúng không? Yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực. Đấy, yêu cầu đã phải đạt được, đang phải ở đây là cần đạt được về phẩm chất và năng lực, được chưa? Em nhớ cho thầy về nội dung điều 8 ở khoản 1. Còn về chương trình giáo dục phải đảm bảo, cho nhớ là gì? Về khoa học và thực tiễn, kế thừa và liên thông giữa các cấp học và cấp học rồi trình độ đào tạo em nhá. Đấy là như vậy, được chưa? Đấy thì là như vậy. Tiếp theo hỏi là gì? Cơ sở nào, có nghĩa là đâu là cơ sở để bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện, thì nhớ là chương trình giáo dục. Đấy, cái đoạn cuối cho thấy chương trình giáo dục chính là cơ sở để bảo chất lượng giáo dục toàn diện em nhá. Chúng ta thấy rất là rõ. Còn ở khoản 3, người ta hỏi về về chuẩn kiến thức kỹ năng, yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực người học ấy, thì quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa em thành, nhớ bôi đậm là thành gì, sách giáo khoa. Đấy, sách giáo khoa thì đối với giáo dục phổ thông nhá. Thế còn giáo trình và tài liệu giảng dạy thì đối với giáo dục nghề nghiệp. Đấy, chúng ta nhớ sách giáo khoa thì đó chính là chuẩn kiến thức kỹ năng về cầu phẩm chất năng lực ấy, chính là trong giáo dục phổ thông. Còn giáo trình và tài liệu chính là gì, là chuẩn của cái giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, được chưa? Chúng ta nhớ là như vậy. Còn ở khoản 4, người ta hỏi là chương trình nào được tổ chức theo năm học, thì chúng ta nhớ là chương trình giáo dục tuyến học, nhớ là giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông nhá. Đấy là hỏi chương trình giáo dục được tổ chức theo năm học thì có nhớ là áp dụng với cơ sở nào, nhớ là mầm non và phổ thông. Hoặc là nếu mà cơ sở dụng nào mà tổ chức năm học theo niên chế, theo mô đun, đúng không? Hoặc là kết hợp cả tín chỉ và niên chế, thì nhớ đó là giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đấy, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là gắn với cái thực hiện theo niên chế, hoặc là phương pháp tín đun, hoặc là gì, tín chỉ, hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế. Đấy là như vậy nhá, được chưa? Đó thì các em nhớ nhớ cái phần đấy cho thầy, nó có những cái câu hỏi, được chưa? Tiếp theo ở khoản 5, đúng không ạ? Ai là người quy định về thực hiện chương trình giáo dục và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả? Liên quan đến quy định thực hiện chương trình giáo dục, công nhận giá trị chuyển đổi thì chúng ta nhớ là Bộ trưởng Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các em nhá. Thì chúng ta nhớ ở khoản 5, chúng ta nhớ câu hỏi và đáp án kiểu như vậy. Ở điều 9 về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục, thì chúng ta hỏi khái niệm về hướng nghiệp trong giáo dục, thì chúng ta nhớ từ cho thầy từ khóa là hệ thống các biện pháp tiến hành, hoặc ai sửa thành hệ thống các giải pháp, không đúng, ở đây là biện pháp tiến hành, được chưa? Chúng ta thấy rất là rõ nha, chúng ta thấy là như vậy, là biện pháp, được chưa? Và nữa là đoạn cuối là liên quan đến kết hợp nguyện vọng sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Đấy, kết hợp với nguyện vọng sở trường cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Tiếp theo về khái niệm phân luồng trong giáo dục, thì chúng ta nhớ là lúc này là từ nhớ từ khóa thầy là biện pháp tổ chức hoạt động. Đấy, chứ còn giải pháp là không đúng em nhá. Thì chúng ta thấy, và tiếp nữa chúng ta bôi động là tạo điều kiện để học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đấy tiếp tục học cấp học trình độ cao hơn. Đấy, họ sửa thành liên quan tiểu học thì là không đúng, là nhớ là trung học cơ sở và trung học phổ thông học ở cấp học trình độ cao hơn, được chưa? Thì chúng ta nhớ là như vậy. Tiếp theo ở khoản 3 hỏi cơ quan nào quy định chi tiết, đấy cơ quan nào quy định chi tiết hướng nghiệp phân luồng, chúng ta nhớ là chính phủ. Đấy, quy định chi tiết thì chúng ta nhớ là chính phủ. Ở điều 11 về ngôn ngữ chữ viết dùng trong các cơ sở giáo dục, thì chúng ta người ta hỏi là gì, ngôn ngữ chính thức trong cơ sở giáo dục chắc chắn rồi, chúng ta chọn là tiếng Việt, đúng không ạ? Rồi liên quan đến cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, dạy và học tiếng ngoài nhớ là đó là chính phủ, được chưa? Đó, cơ quan nào khuyến khích tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói chữ viết, thì chúng ta nhớ là nhà nước, cứ khuyến khích tạo điều kiện ưu đãi là gắn với đoán nhà nước, được chưa? Và hỏi theo quy định của ai, nghĩa là theo quy định của chính phủ rồi, được chưa? Đấy. Tiếp là nội dung này mới này, người khuyết tật nghe nói được bằng ngôn ngữ ký hiệu, đúng không ạ? Người khuyết tật nhìn bằng được bằng chữ nổi, nhớ Braille, theo quy định thì nhớ theo quy định của luật người khuyết tật. Đấy, chúng ta nhớ đáp án là quy định của luật người khuyết tật, được chưa? Là ta nhớ cái đáp án, được chưa? Rồi ở khoản 3 thì chúng ta thấy là ngoại ngữ trong các chương trình, trong các sử dụng trong giao dịch quốc tế. Cái này thì chúng ta sẽ không có câu hỏi nhá.
Tiếp theo điều 13 về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân, thì người ta hỏi là đâu là học tập nghĩa là gì, ta họ sẽ điền vào như là quyền và nghĩa vụ. Nếu mà chỉ có mỗi quyền không là không được, nghĩa vụ không được, và của ai chúng ta nhớ là của công dân, họ sửa thành toàn dân hay nhân dân là không đúng các em nhá. Thì chúng ta thấy rồi, người hỏi mọi công dân không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đặc điểm này là hoàn cảnh thế đều bình đẳng về gì, như bố trọng thầy là cơ hội học tập, cơ hội học tập, được chưa? Đấy, hỏi tiếp cơ quan nào thực hiện công bằng trong giáo dục. Đấy, thực hiện công bằng đấy, rồi tạo điều kiện ưu đãi, có chính sách thì đều chúng ta nhớ là nhà nước, được chưa? Tương tự đây, ưu tiên đây, khoản 3 đấy, cơ quan nào ưu tiên tạo điều kiện luôn luôn gắn nhà nước, và nhớ thực hiện theo quy định nào, các nhớ bôi động thể là luật trẻ em đấy, đúng không? Thế còn người học là người khuyết tật thì thực hiện theo luật người khuyết tật các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ được chưa? Đấy là khoản 3 của điều 13. Tiếp theo về điều 14 phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc, thì người ta hỏi là giáo dục nào sẽ là giáo dục bắt buộc, như là giáo dục tiểu học các em nhá, giáo dục tiểu học sẽ là giáo dục bắt buộc, nhớ là như vậy. Còn cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở thì chính là nhà nước, đáp án chính là nhà nước các em nhá. Họ hỏi ngược lại, nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ, tôi nhớ là chọn là 5 tuổi, và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đấy họ sẽ hỏi ngược như vậy. Tiếp theo là khoản 2, cơ quan nào thực hiện chịu trách nhiệm giáo dục bắt buộc này thì ta nhớ rồi, quyết định kế hoạch các thứ này gắn với nhà nước nhá. Còn mọi công dân trong độ tuổi có nghĩa vụ học tập để đạt để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc, nhớ là bối động này thực hiện là phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Người ta hỏi ai sẽ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên gia đình trong độ tuổi quy định đấy, đúng không, được học tập thực hiện phổ cập giáo dục, nhớ là gì, gia đình, người giám hộ, người ta hay sửa thành gia đình, nhà trường và xã hội là không đúng nhá, nhớ là gia đình, người giám hộ thôi. Đấy là điều 14, được chưa? Điều 15 về giáo dục hòa nhập, người ta hỏi về khái niệm đấy, giáo dục hòa nhập là gì, thì em nhớ là nó là phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học đấy. Nếu mà chỉ có từ nhu cầu không là không đủ, phải là nhu cầu khả năng khác nhau của người học, được chưa? Đấy, chúng ta thấy rồi, liên quan đến sự khác biệt đoạn cuối ấy, tôn trọng sự đa dạng khác biệt của người học đấy, tôn trọng sự đa dạng khác biệt của người học đấy, về khái niệm giáo dục hòa nhập. Tiếp theo hỏi cơ quan nào có chính sách hỗ trợ, thì thầy nói rồi, có chính sách luôn gắn với chữ nghĩa đáp án là nhà nước, được chưa? Đấy, và theo quy định thì nhớ rồi, có chúng ta nhớ với trẻ em là sẽ luật của trẻ em nhá, được chưa? Đấy, còn khuyết tật thì sẽ theo quy định của người luật người khuyết tật đấy, chúng ta nhớ chung như vậy trong các câu hỏi tiếp theo thì chúng ta cần nhớ như vậy nhá, thì nó dễ dạy học cho các em. Còn ở điều 20 về không truyền bá tôn giáo trong các cơ sở giáo dục thì chúng ta thấy rồi, đoạn hỏi là quy định về không truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục nằm điều bao nhiêu, thì em nhớ cho thầy điều 20. Và nó hỏi tiếp là không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong các cơ sở giáo dân ở đâu, thì là đầu tiên là cơ sở hệ thống giáo dân này, rồi cơ quan nhà nước này, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân, đấy là ở các địa điểm là cơ sở giáo dục hệ thống dân, rồi cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân em nhá. Ở điều 21 về cấm lợi dụng hoạt động giáo dục thì nó thấy rồi, cấm nội dung gì, hoạt động giáo dục để làm gì, nhớ là các hoạt động là xuyên tạc chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, được chưa? Đấy, rồi chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đấy người ta sửa thành mỗi chống lại nhà nước Việt Nam là không đúng, được chưa? Đấy, nó thấy về cái nội dung như vậy nhá. Đó, rồi cái là cấm lợi dụng hoạt động giáo dục vì mục đích gì, em nhớ là đáp án là vụ lợi, được chưa? Cấm hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi, được chưa? Ta chúng ta nhớ về vụ lợi là như vậy. Còn ở điều 2 về các hành vi nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục, họ sẽ hỏi là có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục, thì các em trả lời cho thầy là 6 hành vi. Thứ nhất là xúc phạm danh dự nhân phẩm, đúng không? Thứ hai là gì? Xuyên tạc nội dung giáo dục. Thứ ba là gian lận trong học tập. Thứ bốn là hút thuốc uống rượu. Thứ năm là ép học sinh học thêm để thu tiền. Và thứ sáu là dùng một tài trợ ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật. Đó là 6 việc. Thì chúng ta thấy là xúc phạm, xuyên tạc, đúng không? Rồi gian lận, hút thuốc, đúng không? Ép buộc học, ép buộc rồi lợi dụng. Đấy là nhớ từ khóa đầu thôi. Xúc phạm, xuyên tạc, gian lận rồi hút thuốc, ép buộc lợi dụng. Đấy là nhớ 6 hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục. Như vậy chúng ta xong chương 1 em nhá, về các nội dung câu hỏi và từ khóa để cho em dễ nhớ, dễ học, được chưa? Và chúng ta sẽ sau đó ta làm các bộ đề gắn vào các điều như này trong luật giáo dục 2019. Chương 2 về hệ thống giáo dục quốc dân thì người ta hỏi ở điều 23 đấy, về vị trí, vai trò, mục tiêu của giáo dục mầm non. Người ta hỏi giáo dục mầm non nó nhớ bối động cho thầy là cấp học đầu tiên đấy, đúng không? Cấp học đầu tiên trong hệ thống dân ấy. Rồi liên quan đến
thực hiện cái nội dung này, nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục, phải nhớ ba từ này, thiếu một trong ba từ này này đều sai. Nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em từ bao nhiêu tháng tuổi, em nhớ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, em nhớ đậm 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Và thấy nữa, em thấy nữa là giáo dục mầm non phát triển toàn diện trẻ em về, nhưng nhớ là thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ nhá. Đó là nội dung của giáo dục mầm non. Tiếp theo điều 24 về yêu cầu về nội dung phương pháp giáo dục mầm non, thì chúng ta thấy người ta yêu cầu về nội dung phải làm sao, em nhớ là phù hợp với phát triển tâm sinh lý của trẻ em, tâm sinh lý của trẻ em, rồi phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ. Đấy. Rồi tôn trọng sự khác biệt, được chưa? Đấy là về yêu cầu về nội dung. Tiếp theo yêu cầu về phương pháp giáo dục mầm non, thì chúng ta thấy rồi, với giáo dục nhà trẻ thì phải tạo điều kiện cho trẻ em được gì, các môi trường là tích cực hoạt động, vui chơi, được chưa? Tạo gắn bó với người lớn và trẻ em. Đấy. Rồi kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc. Đấy, được chưa? Còn với giáo dục mẫu giáo thì phải làm sao? Phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi. Anh học hỏi là nội dung này là nằm trong nội dung giáo dục nào, gắn với chữ vui chơi, trải nghiệm, thì chúng ta nhớ giáo dục mẫu giáo, một cái từ mà liên quan đến tích cực hoạt động, vui chơi, tạo gắn bó người lớn trẻ em, hoặc là các giác quan này, thì chúng ta nhớ là gắn với giáo dục nhà trẻ. Đấy, họ có những dạng câu hỏi xuôi và ngược các em nhá. Còn điều 25 về chương trình giáo dục mầm non, người ta hỏi là chương trình mầm non phải đảm bảo mấy yêu cầu, thì các em nhớ trở lời cho thầy là ba yêu cầu. Thứ nhất là thể hiện được mục tiêu mầm non, thứ hai là quy định về yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, thứ ba là thống nhất trong cả nước. Đấy, chúng ta nhớ về ba yêu cầu là như vậy nhé, về chương trình giáo dục mầm non, được chưa? Tiếp theo họ hỏi về nội dung hội đồng thẩm định trong chương trình giáo dục mầm non, đúng không? Thì do ai thành lập, thì chúng ta nhớ là do Bộ trưởng Đào tạo thành lập, được chưa? Đấy, họ hỏi là hội đồng thẩm định quốc gia về chương trình mầm non do gồm những ai, thì em bôi đậm cho thầy là gồm nhà giáo là một này, cán bộ quản lý giáo dục là hai, nhà khoa học có uy tín, đúng không? Về giáo dục và đại diện cơ quan tổ chức có liên quan. Đấy, thì chúng ta nhớ là như vậy. Tiếp hỏi là hội đồng thẩm định quốc gia về chương trình mầm non thì có tổng số bao nhiêu thành viên nhà giáo đang giảng dạy giáo dục mầm non, thì các em nhớ bôi động thầy là nhất là 1/3 nha, 1/3, được chưa? Được chưa? Các em thấy như vậy. Người ta hỏi ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định, chúng ta nhớ là hội đồng và thành viên hội đồng, được chưa? Tiếp theo hỏi là ai là người ban hành chương trình giáo dục mầm non, đấy là nói rồi, từ khóa từ ban hành là luôn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, còn hướng dẫn mới là Bộ Giáo dục Đào tạo, các em nhá. Đấy là cách để chúng ta nhớ như vậy. Điều 26 về cơ sở giáo dục mầm non, người ta hỏi là có mấy cơ sở giáo dục mầm non, thì các em trả lời cho thầy là ba, một là nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập. Đó, tiếp họ hỏi lẻ luôn là độ tuổi bao nhiêu, các em nhớ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi. Thứ hai là trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, thì độ tuổi bao nhiêu em bôi đậm luôn để đáp án, nó chính là gì, 3 tuổi đến 6 tuổi. Cơ sở thứ ba là trường mầm non, lớp mầm non độc lập, đúng không? Thì là cơ sở kết hợp nhà trẻ mẫu giáo, và nhận trẻ từ bao nhiêu tháng tuổi, em nhớ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, em nhớ là điều 26, em nhớ. Tiếp theo về điều 27 về chính sách phát triển giáo dục mầm non, hỏi có mấy chính sách phát triển giáo dục mầm non, em nhớ là có 3. Nhớ từ khóa nhà nước có chính sách đầu tư, họ hỏi ngược lại là cơ quan nào có chính sách đầu tư phát triển mầm non, thầy nói rồi có chính sách, đúng không? Chúng ta thấy rồi, ưu tiên đầu tư, chúng ta thấy là thì nhớ là gắn với nhà nước. Đấy, chúng ta thấy tương tự khoản 2 cũng vậy, có chính sách thì cũng là nhà nước. Rồi cơ quan nào quy định chi tiết, gắn từ quy định chi tiết là chúng ta luôn chọn là chính phủ, các em nhá. Đấy là cách để gợi nhớ cho các em nhớ, được chưa? Đấy là như vậy. Tiếp theo ở câu hỏi 28 về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy họ là tiểu học thực hiện trong mấy năm học, ta nhớ là 5 năm học, từ lớp 1 lớp mấy chúng ta biết rồi, lớp 1 lớp 5, tuổi học sinh vào lớp 1 ta nhớ là 6 tuổi, và các em bôi đậm nữa được tính theo năm nhá, cái 6 tuổi là chưa đủ nghĩa và được tính theo năm. Còn giáo dục trung học cơ sở thực hiện trong 4 năm học, được chưa? Từ lớp 6 đến lớp 9. Còn yêu cầu của học sinh vào lớp 6 thì phải làm sao ạ? Nhớ là hoàn thành chương trình tiểu học. Và tuổi học sinh vào lớp 1 là nhớ là 11 tuổi và được tính theo năm. Đấy là điểm mới so với luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, thì em nhớ là 11 tuổi và được tính theo năm. Với giáo dục trung học phổ thông thì thực hiện trong mấy năm học ạ? Các em nhớ là gì? Trong 3 năm học. Từ lớp mấy lớp mấy? Từ lớp 10 lớp 12, cái này rất quen. Học sinh vào lớp 10 thì phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, được chưa? Còn tuổi học sinh vào lớp 10 em bôi đậm cho thầy là gì? 15 tuổi và được tính theo năm, được chưa? Đấy là cái điểm rất rõ. Liên quan về trường hợp học sinh học vượt lớp ấy, học độ tuổi cao hơn theo quy định ấy, thì chúng ta thấy là các cái trường hợp về có những cái trường hợp nào được học vượt lớp, thì chúng ta thấy là đây nó có hai trường hợp rất rõ. Một là gì,
muốn học sinh vào lớp các trường phát triển sớm trí tuệ, hoặc là liên quan học sinh mà phát triển cao hơn theo cao hơn tuổi đấy, theo quy định học lưu ban, các vùng đường khó khăn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy là những đối tượng học sinh khuyết tật, đúng không? Thể lực về trí tuệ học sinh mồ côi không tương tự, được chưa? Tiếp theo họ hỏi là giáo dục phổ thông được chia thành mấy giai đoạn? Thì chúng ta nhớ thành hai giai đoạn, đó là chương trình về giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Thực ra cái này nó nằm trong thông tư số 32 về ban hành chương trình giáo dục phổ thông, nó thấy rõ rồi. Giáo dục phổ thông chia thành hai giai đoạn, một là giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Thế người ta hỏi giáo dục cơ bản gồm các cấp học nào? Nữa là cấp học tiểu học và cấp học trung học cơ sở. Được chưa? Đấy, giai đoạn giáo dục cơ bản chính là cấp học tiểu học và cấp học trung học cơ sở. Thế còn với giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, chúng ta nhớ là cấp nào? Nữa là cấp trung học phổ thông em nhá. Cấp trung học phổ thông, được chưa? Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp theo hỏi là cơ quan ai là người quy định việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số? Cơ quan dạy tiếng Việt, dạy học tiếng Việt cho em thiểu số nhớ gắn với Bộ trưởng Đào tạo em nhá. Thì chúng ta thấy là như vậy, được chưa? Đó là cơ quan nào quy định việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thì dân tộc thiểu số thì là Bộ trưởng Đào tạo. Tiếp theo về điều 29 mục tiêu của giáo dục phổ thông. Hỏi mục tiêu của giáo dục phổ thông nhớ là gì? Nhớ bố giọng thầy là phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng phát triển cơ, đúng không? Năng cơ bản và phát triển năng lực cá nhân, đó đúng không? Thì là như vậy, được chưa? Rồi hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân, đó là những từ khóa. Thế còn với giáo dục tiểu học, chúng ta thấy là mục tiêu ở đây đó, liên quan bôi động là liên quan gì? Nhằm hình thành cơ sở ban đầu của đấy, từ cơ sở ban đầu cho phát triển về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, kem nhá. Rồi thêm nữa thì chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở, đấy là. Đấy, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học ở trung học cơ sở thì đấy là mục tiêu của giáo dục tiểu học. Nhưng mục tiêu của giáo dục cho cơ sở thì các em nhớ là gì? Bôi động cho thầy từ khóa nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học, các em nhé. Đấy, nhằm củng cố phát triển kết quả của giáo dục tiểu học, được chưa? Đấy, chúng ta nhớ. Rồi với giáo dục trung học phổ thông thì chúng ta nhớ bôi động cho thầy là liên quan đến là bảo đảm cho học sinh củng cố phát triển kết quả giáo dục trung học cơ sở. Đấy là ta nhận diện hỏi đâu nội dung này là của mục tiêu giáo dục cơ sở dục nào thì nhớ là gắn với giáo dục trung học phổ thông, nhớ chữ gì củng cố phát triển kết quả giáo dục trung học cơ sở em nhá. Tiếp theo ta đi vào điều 30 về yêu cầu nội dung phương pháp giáo dục phổ thông, thì hỏi yêu cầu về nội dung về giáo dục phổ thông, nhớ bôi đậm cho thầy là tính phổ thông cơ bản toàn diện hướng nghiệp. Đấy là sự khác biệt phổ thông cơ bản toàn diện hướng nghiệp và có hệ thống, và có hệ thống. Rồi liên quan đến gắn với thực tiễn cuộc sống các em nhá. Đấy là gắn thực tiễn cuộc sống. Đấy là yêu cầu về nội dung. Tiếp theo về yêu cầu về về nội dung giáo dục phổ thông ở cấp học thì chúng ta thấy rồi. Với giáo dục tiểu học thì sao? Em nhớ là với học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội. Nền tảng, nhớ học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, được chưa? Ta thấy rất là rõ, có thể đoạn nữa là có kỹ năng cơ bản nghe nói đọc viết đấy, và tính toán đấy nhá. Có kỹ năng cơ bản để nghe nói đọc viết tính toán, được chưa? Với giáo dục trung học cơ sở thì ta thấy rồi, về yêu cầu nội dung đây chúng ta nhớ bôi động là gì? Phát triển nội dung đã học ở tiểu học, đấy là biết ngay là của anh trung học cơ sở, được chưa? Đấy, dĩ nhiên có thể thêm các hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử, dân tộc em nhá. Đó, còn với trung học phổ thông chúng ta yêu cầu nhớ là gì? À, củng cố phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở thì biết ngay đó là mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông rồi, đúng không? Đấy, còn thêm nữa thì chúng ta có thể liên quan lên về chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản toàn diện và hướng nghiệp. Đấy, chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản toàn diện và hướng nghiệp các em nhá. Tiếp theo về phương pháp giáo dục phổ thông thì các em bôi đậm với thầy đó là phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh các em nhá. Ta thấy rất là rõ rồi, phát triển toàn diện về phẩm chất năng lực người học. Đấy, mà thêm cái nữa cũng là mới ở đây của luật giáo dục 2019 là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục. Đấy anh em nhá, đấy em ta nhớ về phương pháp giáo dục phổ thông. Tiếp theo điều 31 về chương trình giáo dục phổ thông, hỏi là chương trình phổ thông phải đảm bảo mấy yêu cầu thì các em nhớ cho thầy ở đây tất cả là có 5 yêu cầu. Một, em bối động là gì? Là thể mục tiêu phổ thông. Hai là yêu cầu về phẩm chất và năng lực. 3 là phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục. 4 là liên quan đến thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt. 5 là được lấy ý kiến rộng rãi em nhé. Đấy, chúng ta nhớ 5 yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, mục tiêu thể mục tiêu phổ thông, quy định về phẩm chất năng lực của học sinh. 3 là về phương pháp tổ chức, đúng không? Rồi thứ 4 là thống nhất cả nước và được tổ chức linh hoạt, và 5 là lấy ý kiến rộng rãi em nhé của tổ chức cá nhân đấy em nhé.
Đấy, thầy. Tiếp theo họ hỏi là Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình phổ thông nó giống giáo mầm non thì do ai thành lập? Thì chúng ta nhớ là luôn là Bộ trưởng đồng tạ em nhá. Đấy. Và hội đồng này gồm em nhớ rồi, nhà giáo thành phần gồm nhà giáo, cán bộ giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan trung ương. Cơ quan này rất giống với các bạn mầm non trên đấy, đúng không? Và hội đồng phải có ít bao nhiêu thành viên đang giảng dạy các cấp học tương ứng, nhớ là 1/3. Đấy, cái này cũng giống như các bạn mầm non. Đấy là cách thức như vậy. Và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về nội dung chất lượng thẩm định cũng vẫn là hội đồng và thành viên hội đồng. Đấy, ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình phổ thông? Chúng ta nhớ là Bộ trưởng đào tạo đấy chịu trách nhiệm về chương trình phổ thông là Bộ trưởng đào tạo. Ai ban hành chương trình giáo phổ thông sau khi hội đồng thẩm định chương trình phổ thông thẩm định thấy rồi thì tất cả này về ban hành, chịu trách nhiệm, quy định thì ta nhớ là gắn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo em nhá. Đấy là nội dung của điều 31 về chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp theo ở điều 32 về sách giáo khoa phổ thông giáo dục phổ thông thì họ hỏi về liên quan sách giáo khoa chương trình phổ thông thì cụ thể hóa yêu cầu như là của chương trình giáo dục phổ thông về cái gì ạ? Em nhớ bố giọng thầy là mục tiêu, nội dung giáo dục rồi yêu cầu phát triển về phẩm chất năng lực của học sinh em nhá. Đấy rất là rõ. Ok chưa? Thì chúng ta thấy là như vậy. Rồi chúng ta thấy về cơ quan nào sẽ quyết định lựa chọn sách giáo khoa cái điểm C đấy sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thì nhớ gắn từ địa bàn đây chính là gì, từ ủy ban cấp tỉnh theo quyết định của ai, em nhớ là quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo em nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ được chưa. Và tài liệu giáo dục thì do ban tỉnh tổ chức biên soạn đúng không ạ, đáp ứng phù hợp địa phương, hội đồng các tỉnh do được hội đồng thẩm định tỉnh và gì thẩm định và Bộ trưởng Đào tạo phê duyệt đấy em nhớ. Và người ta hỏi là hội đồng thẩm định sách khoa thì do ai thành lập, chúng ta nhớ rồi, thành lập là gắn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và bao giờ tôi thấy rồi, hội đồng thì vẫn là nhà giáo cán bộ quản lý đúng không, nhà giáo có kinh nghiệm uy tín đại diện cơ quan, cái này rất giống với hội đồng thẩm định về chương trình giáo phổ thông đấy, sách giáo khoa cũng vậy thôi. Rồi hội đồng phải ít nhất 1/3 thành viên là nhà giáo đang giảng dạy học tương ứng và ai sẽ chịu trách nhiệm, đấy này rất giống nhau, vẫn hội đồng và thành viên đấy, ai là chịu trách nhiệm về sách giáo khoa phổ thông phê duyệt này nhớ luôn thẩm quyền là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy, hàng loạt về quy định lựa chọn sách giáo khoa đều gắn với Bộ trưởng Bộ Đào tạo. Tiếp theo hỏi ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thì chúng ta nhớ gần cấp tỉnh sẽ là gắn với chủ tịch ủy ban cấp tỉnh em nhé. Là xong nội dung của điều 32 về sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chúng ta đi tiếp ở điều 33 về cơ sở giáo dục phổ thông, hỏi là có mấy cơ sở giáo dục phổ thông thì các em nhớ cho thầy ở đây là chúng ta có 4 cơ sở phổ thông. Cái này nó khác với cái điều nội dung của luật giáo dục 25 sửa 2009. Trước đây chúng ta có 5 là thêm trung tâm giáo dục thường xuyên nữa, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, liên quan hướng nghiệp, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp. Thì tôi thấy ở đây có 4 thôi, một là trường tiểu học, thứ hai là trường trung học cơ sở, thứ ba là trung học phổ thông và thứ bốn là trường phổ thông nhiều cấp học. Đấy, chúng ta nhớ 4 cơ sở phổ thông. Tiếp theo về việc xác nhận chương trình ngành tiểu học thì cái này tôi thấy rất rõ rồi. Em cứ nhớ là liên quan đến ai sẽ là người xác nhận học bạ này thì chúng ta nhớ đúng không? Thì thẩm quyền là hiệu trưởng nhà trường. Với tiểu học thì chúng ta không cấp văn bằng mà chúng ta nhớ là hiệu trưởng sẽ xác nhận học bạ hoàn thành chương trình tiểu học đúng không? Đấy, và tiếp theo với trung học cơ sở thì chúng thấy rồi, thẩm quyền về cấp bằng ở đây chúng ta thấy sẽ được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục, thủ ủy ban nhân cấp huyện cấp bằng trung học cơ sở. Trước đây họ ghi rõ là trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp quận huyện. Với luật giáo dục 25/2009 ở đây thì họ ghi dài hơn, đó là được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc ủy ban nhân cấp huyện cấp văn bằng. Thế còn tiếp theo với học sinh trung học phổ thông thì chúng thấy ai được ai cấp bằng thì ta nhớ trước đây với luật 2005 sửa đổi 2009 là giám đốc sở đào tạo, ở đây họ ghi là gì, ta thấy là liên quan đến người đứng đầu, vẫn là người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp văn bằng. Đấy, thẩm quyền thì vẫn là giám đốc sở đào tạo thôi, mọi người thấy rất là rõ nhá. Đấy, tiếp theo về với học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo định của ai thì chúng ta nhớ là theo quy định của Bộ trưởng đào tạo, nhưng không dự thi hoặc dự thi không đạt thì được ai cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông, tôi nhớ là hiệu trưởng, là hiệu trưởng nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông đúng không? Tiếp tục hỏi là cái giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông thì được sử dụng như nào thì em nhớ là bộ đội có thể đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy, khi người học có nhu cầu được chưa, họ là để học giáo dục nghề nghiệp được chưa. Tiếp theo thì chúng ta thấy với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo trình độ trung cấp trong các cơ sở nghiệp sau khi đào tạo đạt yêu cầu về văn hóa phổ thông theo định bộ trưởng thì được ai sẽ là tổ chức giảng dạy khối lượng cấp giấy chứng nhận, thì chúng ta thấy rồi, đủ yêu cầu khối lượng văn hóa trung học phổ thông
chúng ta nhớ là người đứng đầu cơ sở phổ thông nhá, đấy, thấy rất là rõ. Rồi tiếp tục liên quan đến giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông thì được sử dụng như thế nào, chúng ta nhớ được sử dụng để học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp hoặc là sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Đấy thì chúng ta thấy các nội dung rất là rõ về điều 34 về xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chúng ta đi tiếp ở điều 47 về loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Họ hỏi là hiện nay nhà trường trong hệ thống dân được tổ chức theo mấy loại hình, thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây là có 3 loại hình các em nha, rất là rõ. Một là tôi thấy là nó khác với luật giáo dục 2 năm trước đây, chỉ ta có 33 loại hình rất là rõ đúng không ạ. Thì với trường công lập đúng không ạ, một là công lập, 2 dân lập, 3 tư thục đúng không ạ. Thì tôi thấy hỏi công lập do ai đầu tư, công lập thì nhớ là hay đúng không, thì gắn công lập và gắn nhà nước. Còn dân lập nhớ từ khóa dân lập là dân cư, cộng đồng dân cư được, chúng ta thấy. Và chúng ta nhớ loại hình trường dân lập là chỉ áp dụng với cơ sở giáo dục mầm non, thế còn cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở phổ thông đó, đều là không có, em nhớ nhá. Đấy, thấy là như vậy. À, còn tư thục thì do nhà đầu tư, cái này nó khác với 2005 trước đây, do tổ chức xã hội. Đây là người ta ghi do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Đấy là như bôi đậm nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài, em nhá. Đấy là cái liên quan đến trường tư thục. Còn tiếp nữa, với ở đây có phần nội dung về trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đấy thì chúng ta nói là nhà trường em bôi đậm là nhà đầu tư cam kết thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận. Đấy, được ghi ở đâu? Thì em nhớ được ghi trong thành lập hoặc là quyết định chuyển đổi hình trường các em nhé. Đó thì chúng ta thấy là rõ. Tiếp theo về quy định về chuyển đổi hình nhà trường trong hệ thống công dân được thực hiện theo mấy nguyên tắc, chúng ta nhớ cho thầy là có 4 nguyên tắc nhá, có 4 nguyên tắc để chuyển đổi và hình trường. Thì chúng ta thấy thứ nhất đó là chỉ chuyển đổi nhà trường từ tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đấy được chưa. Thứ hai là thực hiện theo điều lệ quy chế tổ chức. Thứ ba là phải đảm bảo quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học. Thứ tư là không làm thất thoát đất đai, vốn, tài sản. Đấy là nhớ 4 nguyên tắc về chuyển đổi hình nhà trường, được chưa? Tiếp theo hỏi cơ quan nào quy định chi tiết, đã nhớ rồi. Chuyển đổi hình thì nhớ cứ quy định cơ quan nào quy định chi tiết thì chúng ta chọn cho thầy đó là đáp án là gì. Chúng ta thấy rất là rõ đúng không? Là chúng ta gọi chính phủ. Đi thi chúng ta thấy rất rõ. Tiếp theo về hội đồng trường, nó hỏi hội đồng trường quy định ở điều bao nhiêu, nhớ là điều 5 năm. Chúng ta thấy rất là rõ về hội đồng trường của trường công lập, thì chúng ta thấy ở đây người ta cái phần liên quan đối với các trường, hội đồng trường đối với các trường nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non, cơ sở phổ thông, thì chúng ta thấy là quyết định về phương hướng đúng không. Đấy, thì họ sẽ hỏi là cái thành phần hội đồng trường của nhà trẻ, công mẫu giáo, mầm non, cơ sở thì gồm những ai. Các em nhớ bôi đậm là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên sản Trung Minh, đại diện tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng, đại diện chính quyền địa phương, rồi ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh. Đấy. Và đại diện học sinh thì chúng ta nhớ với trung học cơ sở và trung học phổ thông các em nhá, thì chúng ta thấy rất là rõ. Còn đối với hội đồng trường đối với cơ sở dục nghề nghiệp thì thực hiện theo quy định nào, em nhớ cho thầy là luật giáo dục nghề nghiệp các em nhá. Thế còn tương tự đối với hội đồng trường đối với cơ sở dục đại học thì thực hiện theo luật giáo dục đại học 2012 và sửa đổi 2018, các bạn thấy rất là rõ. Tiếp theo tôi thấy với hội đồng trường của nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non dân lập thì chúng ta nhớ là liên quan đến cái thực hiện quyền sở hữu của nhà trường do cộng đồng dân cư thành lập các em nhá. Nó hỏi thành phần hội đồng trường gồm những ai, các em nhớ bôi đậm cho thầy là cộng đồng dân cư, đại diện chính quyền cấp xã và người góp vốn xây dựng. Đấy, các em nhớ là gồm đại thành phần của hội đồng trường mà nhà trường mẫu giáo dân mầm non dân lập ấy, đúng không? Các em nhớ là gồm đại diện là cộng đồng dân cư, đại diện chính quyền cấp xã và người góp vốn xây dựng, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta thấy về hội đồng trường của trường tư thục thì các em nhớ là liên quan đến cái từ khóa là tổ chức quản trị nhà trường, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, được chưa? Anh hỏi thành phần của hội đồng trường tư thục, các em nhớ là do nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư, đó, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư, được chưa? Để mà bôi đậm cho thầy là gì, liên quan đến cái việc mà sẽ do hội nghị nhà đầu tư bầu rồi quyết định theo tỷ lệ vốn góp, các em nhá. Do hội nghị nhà đầu tư bầu rồi quyết định theo tỷ lệ vốn góp. Thì tiếp theo ta thấy về thành phần của đồng trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thì sẽ ta thấy rồi, gồm A, gồm đại diện nhà đầu tư do nhà đầu tư bầu rồi quyết định theo tỷ lệ vốn góp, thành viên trong và ngoài nhà trường, đó cho thấy. Còn thành viên trong trường thì gồm
Thành viên đương nhiên chính là bí thư cấp ủy, chủ tịch công đoàn, đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đúng không ạ, là người học của nhà trường, trong trường đấy, rồi hiệu trưởng, đúng không ạ, thành viên, còn thành viên bầu chính là gì ạ, là đại diện giáo viên và người lao động, đó, ngăn nhớ nhá. Còn thành viên ngoài trường thì sẽ là ban đại diện lãnh đạo nhà của nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh, đấy chúng ta thấy rất là rõ, được chưa ạ? Tiếp tục họ hỏi là thủ tục thành lập, cơ cấu, quyền hạn, nhiệm vụ của đồng trường đối với nhà trường, nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở mầm phổ thông này được quy định ở đâu, như là trong điều lệ, các gạch điều lệ quy chế tổ chức hoạt động nhà trường, được chưa? Đó. Tiếp hỏi là việc thẩm cái việc chuyển thẩm quyền hội đồng quản trị sang đồng trường đối với nhà trường, nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở phổ thông thực hiện theo quy định của ai, thì nhớ quy định của ai, như là của Bộ trưởng Bộ Đào tạo, các em nhé. Tiếp theo chúng ta đi điều 56 về hiệu trưởng. Thì chúng ta thấy rằng người ta hỏi là về hiệu trưởng là người như nào, nhớ là chịu trách nhiệm, nhớ bộ động thầy là trách nhiệm quản lý điều hành, các em nhé. Rồi chúng ta nhớ có thẩm quyền, do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận, hoặc sửa thành tổ chức, lúc này không đúng, do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận, phải có từ hai từ đó, được chưa? Và tiếp là hiệu trưởng trường trong hệ thống dân thì phải được gì, mỗi tầng là được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, các em nhé. Đấy là như vậy. Và nó thấy tiếp theo về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng ấy, thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng mầm non, cơ sở phổ thông thì do ai quy định, thì em nhớ là do Bộ trưởng Đào tạo, các em nhá, gắn với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông thì là Bộ trưởng Đào tạo. Thế còn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng bổ nhiệm của cơ sở dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thì thực hiện theo quy định, nhớ là của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục đại học và các quy định khác, các em nhá, thì chúng ta nhớ là như vậy, được chưa? Tiếp theo điều 57 về hội đồng tư vấn trường. Hội đồng tư vấn trường do ai thành lập, thì nhớ là hiệu trưởng thành lập, được chưa? Và tổ chức hoạt động của hội đồng tư vấn được quy định ở đâu, nhớ là trong điều lệ nhà trường, điều lệ nhà trường. Với mầm non chúng ta văn bản hợp nhất số 04, còn tiểu học văn bản hợp nhất số 03, còn trung học cơ sở phổ thông có thông tư số 12, được chưa? Còn điều 58 chúng ta thấy rồi, là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường, lãnh đạo nhà trường hoạt động trong, nhớ bôi động cho thầy là hiến pháp và pháp luật, được chưa? Đấy. Thế còn đoàn thể trong tổ chức xã hội trong nhà trường thì có thấy có trách nhiệm gì, chúng ta như là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và hoạt động theo quy định nào, như là theo định của pháp luật, em nhé, theo quy định của pháp luật. Tiếp theo điều 60 về nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường, thì chúng ta thấy nhà trường có bao nhiệm vụ ạ, thì chúng ta nhớ trả lời ở đây cho thầy là có 5 nhiệm vụ. Thứ nhất là công bố công khai mục tiêu chương trình, thứ hai là tổ chức tuyển sinh giáo dục đào tạo, thứ ba là chủ động đề xuất nhu cầu tham gia tuyển dụng nhà giáo, người lao động, thứ bốn là huy động quản lý sử dụng nguồn lực, thứ năm là phối hợp với gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đúng không ạ? Nó nhớ là có 5 cái nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường. Một là công bố công khai mục tiêu chương trình kế hoạch giáo dục, thứ hai là tổ chức tuyển sinh giáo dục đào tạo nghề trung học, thứ ba là chủ động đề xuất nhu cầu tham gia tuyển dụng nhà giáo, người lao động, thứ bốn là huy động quản lý sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật, và thứ năm là phối hợp với gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, em nhá. Đây là 5 nhiệm vụ của nhà trường, được chưa? Thế còn việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của trường công lập thì chúng ta thấy rồi, với cơ sở mầm non, phổ thông thì thực hiện theo quy chế, cái môi động là gì, quy chế dân chủ nhà trường, được chưa? Đấy là rõ. Thế còn với việc quản lý cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, công lập thì thực hiện theo quy định của chính phủ, em nhá. Đó thì chúng ta nhớ nội dung như vậy. Thế còn với cơ sở dục nghề nghiệp, cơ sở đại học thì chúng ta thấy thực hiện bôi đậm là quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình. Đấy, tiếp theo hỏi ý nữa là gì, theo quy định của luật nào, nhớ là Luật giáo dục nghề nghiệp, của Luật giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được chưa? Thế hỏi là cơ sở dục nào thì tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, thì chúng ta nhớ là trường dân lập, trường tư thục, các em nhé. Đấy, trường nào sẽ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quy hoạch tạo phát triển nhà trường thì chúng ta nhớ là trường dân lập, tư thục. Chúng ta đi tiếp về vào chương 4 về nhà giáo, ở điều 66 vị trí vai trò nhà giáo, thì họ hỏi là nhà giáo như nào, nhớ là bộ động thầy nhiệm vụ giảng dạy giáo dục trong cơ sở giáo dục, em nhá. Và người ta hỏi nhà giáo giảng dạy ở cơ sở mầm non, đúng không, cơ sở phổ thông, rồi cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp thì gọi tên là gì, gọi là giáo viên, hoặc là người ta hỏi tên gọi nhà giáo là giáo viên thì giảng dạy cơ sở dục nào, thì em nhớ là với mầm non này, rồi đến phổ thông này, cơ sở dục khác, rồi giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp thì chúng ta sẽ gọi là giáo viên. Thế tên gọi giảng viên thì dành cho những nhà giáo nào, thì chúng ta nhớ là liên quan đến nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng trở lên thì sẽ gọi là giảng viên,
Đấy, em nhớ nhá. Và người ta hỏi là nhà giáo có vai trò gì trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng hay được rồi tôn vinh, nhớ là vai trò quyết định. Các cho đáp án là quyết định các em nhá. Đấy là như vậy. Điều 67. Đúng không? Người ta sẽ hỏi là quy định về điều tiêu chuẩn nhà giáo quy định ở điều bao nhiêu của luật giáo dục 2009 và 2019, người ta nhớ là điều 67. Người ta hỏi có mấy tiêu chuẩn đúng không? Của nhà giáo đúng không? Thì ta nhớ cho thầy là 4. Một là có phẩm chất tư tưởng đạo đức tốt. 2 là đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm. 3 là có kỹ năng cập nhật nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, và 4 là đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. Em phải nhớ thuộc lòng cho thầy 4 cái tiêu chuẩn này, thậm chí hỏi là đâu tiêu chuẩn thứ nhất, tiêu chuẩn thứ hai, tiêu chuẩn thứ ba, tiêu chuẩn thứ 4 của nhà giáo. Một là có phẩm chất tư tưởng đạo đức là cái đầu tiên. 2 đáp chuẩn ứng chuẩn về nghề nghiệp theo vị trí việc làm. 3 là kỹ năng cập nhật đúng không ạ? Nâng cao năng lực chuyên môn, và 4 đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp các em nhá. Đấy, chúng ta nhớ về tiêu chuẩn nhà giáo. Tiếp theo về nhiệm vụ nhà giáo, họ hỏi là có mấy nhiệm vụ thì chúng ta nhớ là có 4 nhiệm vụ. Công thức của chúng ta là 3G+1H, 3G+1H. G thứ nhất là giảng dạy giáo dục theo mục tiêu nguyên lý giáo dục. 2 là gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. 3 là giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự của nhà giáo. Đấy là 3G. Nhắc lại là giảng dạy giáo dục theo mục tiêu nguyên lý giáo dục. 2 là gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. 3 là giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự nhà giáo. Còn 1H chính là học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ. Đấy, chúng ta nhớ nhá. 3G+1H ta nhớ là 4 nhiệm vụ của nhà giáo. Tiếp theo điều 70 về quyền của nhà giáo, họ có mấy quyền thì chúng ta nhớ là có 5 quyền, 5 được em nhá. 5 quyền, 5 được, 5 khoản. Họ bảo điều bao nhiêu quy định về quyền nhà giáo, ta nhớ là điều 70. Điều 70 có mấy khoản hoặc quyền có mấy quyền nhà giáo, ta đều trả lời chung là 5. Và quyền được gắn chữ được, 5 được. Thứ nhất được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo. Thứ hai được đào tạo bồi dưỡng. Thứ ba là được hợp đồng thỉnh giảng. Thứ bốn là được tôn trọng. Thứ năm là được nghỉ hè. Đấy, ta nhớ là 5 cái được như vậy, được chưa? Tiếp theo về điều 71 về thỉnh giảng. Tôi hỏi thỉnh giảng thì là những bôi động cho thầy là với người mà có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 67 đấy, của luật này, chính là luật giáo dục 2019 ấy, em nhá. Tiếp tục hỏi là người được cơ sở mời giảng dạy được gọi là gì? Các em nhớ là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng. Đấy, giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng. Rồi giáo viên giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện nhiệm vụ quy định tại đâu? Nhớ là điều 69 của luật giáo dục 2019 này, được chưa? Còn người hỏi là ở giáo dục giáo viên giảng viên thỉnh giảng là cán bộ công chức đúng không? Viên chức thì phải đảm bảo nhiệm vụ như là nơi mình công tác, các em nhá, phải bảo đảm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mình công tác, được chưa? Cái đó hỏi sẽ khuyến khích ai, khuyến khích mời ai, đúng không ạ, để liên quan giảng dạy các cơ sở giáo dục theo chế độ thỉnh giảng thì em nhớ là nhà giáo rồi, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nước ngoài. Họ ngược lại là khuyến khích mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư nước ngoài và người ngoài đến giảng dạy ở đâu. Nhớ bôi đậm thầy là các cơ sở giáo dục theo chế độ thỉnh giảng em nhá. Đấy là nội dung của điều 71. Còn là điều 72 thì chúng ta thấy về trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo thì các em đặc biệt phải nhớ cho thầy. Với giáo viên mầm non, con đi từ mầm non trước thì nó thấy là gì? Trình độ chuẩn là sẽ là cao đẳng sư phạm trở lên. Đấy, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, nó thay đổi với so với luật giáo dục 2019. Trước đây tôi thấy là mầm non với tiểu học là trung cấp thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm trở lên. Thế còn với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chúng ta nhớ là gì? Trình độ chuẩn đây là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Đấy. Với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phổ thông nhớ là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, được chưa? Nhưng còn trường hợp mà môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì các bôi đậm phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, và bôi đậm là có chứng chỉ nghiệp vụ mà bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các em nhá. Đấy là như vậy. Còn với tiếp theo với liên quan những người mà cho thấy giảng dạy trình độ đại học thì các bôi đậm trình độ chuẩn có bằng thạc sĩ các em nhá. Đấy. Còn với giảng dạy với liên quan hướng dẫn luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ là có bằng tiến sĩ, được chưa? Đấy, nhớ. Với hướng dẫn luận văn thạc sĩ tiến sĩ thì có bằng tiến sĩ, được chưa? Còn tiếp họ là trình độ chuẩn của nhà giáo giảng dạy cơ sở dục nghề nghiệp được quy định tại đâu? Thì các em nhớ cho thầy là gì? Luật giáo dục nghề nghiệp. Còn tiếp họ là cơ quan nào quy định lộ trình? Đấy, quy định chi tiết, quy định lộ trình thì cơ quan nào quy định chi tiết, quy định lộ trình chúng ta chọn đáp án là chính phủ nhá, được chưa? Cách nhớ. Còn điều 75 ngày nhà giáo thì chúng ta biết rồi, đúng không? Thì chúng ta nhớ là ngày 20 tháng 11 em nhá, ngày nhà giáo Việt Nam. Còn điều 76 về tiền lương
hỏi nhà giáo được xếp lương phù hợp với những bôi động của thầy là vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được chưa? Và được ưu tiên hưởng gì, cũng như là phụ cấp đặc thù nghề, phụ cấp nghề theo quy định của ai, em nhớ là của chính phủ, được chưa? Tiếp theo ở điều 77 về chính sách đối với nhà giáo thì họ hỏi là có mấy chính sách của nhà giáo. Chúng ta nhớ là có 3 chính sách, đúng không ạ? Rất là rõ. À, đúng không? Với nhà giáo có chính sách, còn nhà nước có chính sách tuyển dụng đãi ngộ, đúng không? Và cái điều kiện về vật chất tinh thần. Thứ hai, với nhà nước công, với nhà giáo mà công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, đúng không? À, thì đấy được thực hiện đó thì sẽ được chính thức phụ cấp ưu đãi. Hỏi những đối tượng nào được hưởng các chính sách phụ cấp ưu đãi. Chúng ta nhớ là trường chuyên là một này, giáo viên nhà giáo trường chuyên, rồi năng khiếu của trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông bán trú, trường dự bị đại học, đúng không ạ? Trường lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác. Đấy, để thực hiện giáo dục hòa nhập thì sẽ được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi, đúng không? Còn chính sách thứ ba là liên quan nhà nước có chính sách ưu đãi phụ cấp và chính sách khác với nhà giáo công tác ở đâu, em nhớ là gì? Và liên quan các ưu đãi phụ cấp khác, đúng không? Thì nhớ là với vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Thế tiếp theo khoản 4 hỏi cơ quan nào quy định chi tiết về đối chính sách nhà giáo. Rồi thì nói rồi, cơ quan quy định chi tiết là luôn chọn án là chính phủ em nhá. Tiếp theo ở điều 78 về phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà ưu tú thì hỏi là gì, đối tượng nào thì sẽ được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà ưu tú, nhớ là gì? Đó là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đấy, đúng không ạ? Họ hỏi ngược lại là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tiêu chuẩn theo pháp luật thì được nhà nước phong tặng danh hiệu gì? Thì em nhớ nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Tiếp theo ở điều 79 về phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự thì chúng ta cũng cần nhớ ở đây, được chưa? Về các cái danh hiệu này, đúng không ạ? Rất quan trọng để chúng ta có làm trong hỏi thi. Thì chúng ta thấy là với ai thì sẽ được phong tặng các danh hiệu này thì đấy, đó là những là gì ạ? Là nhà chính trị, nhà hoạt động chính trị xã hội có uy tín quốc tế, rồi nhà giáo, nhà khoa học, người Việt Nam định cư nước ngoài, rồi người nước ngoài có đóng góp vào sự nghiệp thì sẽ được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự em nhé, đó là những người như vậy. Thế còn đối với nữa là chúng ta thấy là đấy là được, đúng không, với những được các cơ sở giáo dục đại học phong tặng. Tiếp theo là với giáo sư cũng vậy, đây với giáo sư danh dự cũng vậy, thì tôi thấy là nhà khoa học, nhà chính trị, đúng không, có uy tín, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, là có bằng tiến sĩ. Với để phong tặng giáo sư là sự khác biệt thôi, là có bằng tiến sĩ thì sẽ được cơ sở giáo dục đại học phong tặng giáo sư danh dự. Còn trường hợp mà không có bằng tiến sĩ là sẽ được trường cơ sở giáo dục đại học phong tặng tiến sĩ danh dự em nha. Đấy là sự khác biệt giữa cái phong tặng tiến sĩ danh dự và giáo sư danh dự. Tiến sĩ danh dự thì trường hợp ông chưa bằng tiến sĩ, đúng không, thì sẽ phong danh hiệu tiến sĩ danh dự. Còn trường hợp là có bằng tiến sĩ rồi thì sẽ được phong danh hiệu giáo sư danh dự em nha. Thế còn hỏi cơ quan nào quy định chi tiết về phong danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự, chắc chắn chúng ta chọn là chính phủ rồi, được chưa ạ? Như vậy ta xong về chương 4 ở đây. Chúng ta đi vào chương 5 về người học. Thì chúng ta hỏi là người học là những người là gì? Chúng ta nhớ là người học ở trong cơ sở giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân. Đấy, bao gồm những ai? Thì chúng ta nhớ là trẻ em. Chúng ta hỏi là tên gọi trẻ em ở cơ sở dục nào? Chúng ta nhớ là của cơ sở giáo dục mầm non, đúng không ạ? Hoặc tên gọi học sinh thì ở cơ sở giáo dục nào? Chúng ta nhớ là của cơ sở phổ thông, lớp đào tạo nghề, trung cấp nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường dự bị đại học, đấy là gọi là học sinh. Thế người ta hỏi là tên gọi của người học ở trường cao đẳng, trường đại học thì tên là gì? Là sinh viên, hoặc là tên gọi sinh viên là tên gọi của trường nào? Thì nhớ là trường người học của học ở trường cao đẳng, trường đại học, đấy hỏi. Tương tự là học viên thì là của cơ sở đào tạo thạc sĩ, còn nghiên cứu sinh là của cơ sở đào tạo tiến sĩ, kèm nhá. Đấy, còn học viên là chương trình học theo chương trình giáo dục thường xuyên, em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ, nghĩa học viên thì là của cả cơ sở giáo dục thường xuyên và liên quan đến cơ sở đào tạo thạc sĩ, em nhá. Tiếp theo về nội dung của điều 81 về quyền trẻ em và chính sách trẻ em đối với cơ sở giáo dục mầm non, thì chúng ta thấy ở đây với các trẻ em mà chúng ta thấy là tại cơ sở mầm non thì có mấy quyền ở đây. Chúng ta nhớ là có hai quyền. Được chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục, đấy, được chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục, được chưa? Đấy, do cơ quan nào ban hành? Chúng ta nhớ là ban hành là gì? Là Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Đào tạo, đấy, liên quan ban hành là gắn với Bộ trưởng Bộ Đào tạo, được chưa? Đấy, còn tiếp theo
Cái chính sách thứ hai được miễn giảm giá vé đối với dịch vụ vui chơi giải trí công cộng. Còn cơ quan nào quy định chính sách, cơ quan nào quy định chi tiết thì như là chính phủ, được chưa? Ta đi tiếp ở điều 82 về nhiệm vụ người học, người ta họ có bao nhiêu nhiệm vụ? Chúng ta nhớ là 5 nhiệm vụ người học, đúng không ạ? Đó là học tập rèn luyện theo chương trình kế hoạch giáo dục. Thứ hai là tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động. Thứ ba là tham gia lao động và hoạt động xã hội. Thứ bốn là giữ gìn bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục, và thứ năm là gì? Góp phần xây dựng bảo vệ phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục. Nhớ là 5 nhiệm vụ người học: học tập rèn luyện, tôn trọng nhà giáo, đúng không ạ? Tham gia lao động và hoạt động xã hội. Bốn là giữ gìn bảo vệ tài sản, và năm góp phần xây dựng bảo vệ phát huy truyền thống cơ sở giáo dục. Tiếp theo điều 83 về quyền của người học, hoặc là có bao nhiêu quyền của người học. Chúng ta nhớ trả lời cho thầy là 10 quyền. 10 quyền tương đương 10 khoảng, 10 đường em nhé. Đấy, quyền học ở điều 83. Hỏi điều nào nhớ điều 83. Thì thứ nhất là được giáo dục học tập để phát triển toàn diện. Thứ hai, được tôn trọng bình đẳng về cơ hội giáo dục. Thứ ba, được học vượt lớp, đúng không ạ? Thứ bốn, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Thứ năm, được cấp văn bằng chứng chỉ. Thứ sáu, được tham gia hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội. Thứ bảy, được sử dụng cơ sở vật chất. Thứ tám là được trực tiếp thông qua đại diện hợp pháp của mình. Thứ chín là được hưởng trách ưu tiên của nhà nước. Và thứ mười, được cử người đại diện tham gia hội đồng trường. Đấy, chúng ta nhớ là có 10 quyền của người học, đúng không ạ? Một là được giáo dục học tập. Hai, được tôn trọng bình đẳng. Ba, được học vượt lớp. Bốn, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Năm là được cấp văn bằng chứng chỉ. Sáu là được tham gia hoạt động của đoàn thể. Bảy là được sử dụng cơ sở vật chất. Tám là được trực tiếp thông qua đại diện pháp của mình. Chín là được hưởng các chính sách ưu tiên nhà nước. Và mười là được cử người đại diện tham gia hội đồng trường. Ta thấy rất là rõ cái 10 cái quyền, 10 cái được của người học ở điều 83 các em nhá. Chúng ta đi tiếp về điều 89 về trách nhiệm của nhà trường. Thì người ta hỏi là cơ quan nào có trách nhiệm, gắn từ trách nhiệm cho việc thực hiện phổ cập giáo dục ấy, thì chúng ta luôn nhớ là nó là liên quan gắn với nhà trường. Đáp án là có trách nhiệm này là nhà trường, đúng không ạ? Thế rất là rõ ở đây. Đấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy đối tượng nào thì chúng ta thấy là các cơ sở khác, đúng không ạ, được quy định có liên quan trong nhà trường, các quy định về tham gia hoạt động bảo đảm cho an toàn cho người học, thông báo kết quả. Đấy, trách nhiệm nhà trường, phải nhà trường trách nhiệm nào trong thì nhớ về quy hoạch phổ cập, quy tắc ứng xử, chủ động phối hợp với gia đình và xã hội liên quan tổ chức hoạt động giáo dục. Tiếp theo về điều 90 về trách nhiệm của gia đình, thì chúng ta thấy rồi, thì là ai sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục. Gắn nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục là gắn với cha mẹ hoặc người giáo dục, người giám hộ. Đấy, cha mẹ hoặc người giám hộ liên quan tạo điều kiện, đúng không, liên quan thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành phổ cập giáo dục bắt buộc, thì tất cả là gắn với cha mẹ hoặc người giám hộ. Tiếp theo hỏi là gì, ai sẽ có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi phát triển toàn diện. Đấy, như là các thành viên trong gia đình các có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa. Rồi ai sẽ có trách nhiệm giáo dục làm gương cho con em, nhớ là người lớn tuổi. Đấy, người lớn tuổi sẽ có trách nhiệm giáo dục làm gương cho con em. Tiếp theo ở điều 91 về trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ, thì thấy hỏi có bao nhiêu trách nhiệm. Đây nhớ có 3 trách nhiệm. Thứ nhất là tiếp nhận thông tin về kết quả học tập rèn luyện. Thứ hai là tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường. Thứ ba là phối hợp với nhà trường đúng không? Và cơ quan quản lý giáo dục. Đúng không? Nó thấy là có 3 cái trách nhiệm rất là rõ ở đây, đúng không ạ, của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Đó là thứ nhất là tiếp nhận thông tin kết quả học tập rèn luyện. Thứ hai là tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đúng không ạ. Và thứ ba là chúng ta thấy phối hợp với nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Tiếp theo ở điều 92 về ban đại diện cha mẹ học sinh trẻ mầm non, thì hỏi là ban đại diện cha mẹ học sinh đúng không ạ, rồi trẻ mầm non được tổ chức tôi thấy là trong mỗi học ở cấp học, có thấy rồi, ở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non nhá, ở cấp học nào nhớ là rồi, cơ sở nào nhớ là cơ sở phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy là thành lập ở đây được ra thì nên do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh rồi trẻ mầm non từng lớp từng trường cử ra đó liên quan, và hoạt động theo quy định nào thì theo định của ai, nhớ là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ sẽ hỏi là không tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh trẻ mầm non ở đâu, người ta nhớ là liên trường và các cấp hành chính các em nhé. Đấy là điều 92. Tiếp theo điều 93 về trách nhiệm xã hội, hỏi là các cơ quan tổ chức cá nhân có mấy trách nhiệm trong hoạt động giáo dục, thì các em nhớ cho thầy là bốn. Thứ nhất là hỗ trợ hợp tác với nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Hai là tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Ba là tạo điều kiện cho
công dân trong độ tuổi quyết định thực hiện nghĩa vụ học tập và bố là hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển giáo dục, được chưa? Tiếp hỏi là cơ quan nào có trách nhiệm động viên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục? Chúng ta nhớ là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận em nhé. Nó gắn động viên toàn dân chăm lo học tập thì nhớ là cho sự nghiệp giáo dục là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên mặt trận. Tiếp theo là người hỏi là cơ quan có trách nhiệm phối hợp với nhà trường vận động thanh thiếu niên đấy, gương mẫu như là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đấy, hai cơ quan cái này nó thêm so với luật giáo dục 2005 và số 29 nó thêm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh em nhá. Có cả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tiếp theo ở điều 94 về quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ thì hỏi là nhà nước khuyến khích tổ ai để thành lập quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ dục như là tổ chức cá nhân, hoặc ngược lại nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân thành lập quỹ nào? Em nhớ thầy quỹ khuyến học và quỹ bảo trợ giáo dục. Và quỹ việc thành lập hoạt động của quỹ khuyến học bảo trợ giáo dục này thực hiện theo quy định nào? Em nhớ là quy định của pháp luật, được chưa? Còn ở chương 8 về quản lý nhà nước về giáo dục thì họ sẽ hỏi là có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước về giáo dục, thì em nhớ cho thầy các tiêu đề ở đây có 12 nhá, rất là rõ 12 nội dung quản lý giáo dục. Từ khóa là xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, 2 ban hành tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, 3 là quy định tiêu chuẩn chức danh chế độ làm việc của nhà giáo, 4 là quy định mục tiêu chương trình nội dung giáo dục, 5 là gì quy định về đánh giá chất lượng giáo dục, 6 là thực hiện công tác thống kê thông tin đúng không ạ về tổ chức hoạt động giáo dục, 7 là tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, 8 là tổ chức chỉ đạo ở việc đào tạo bồi dưỡng, 9 là huy động quản lý sử dụng các nguồn lực, 10 là tổ chức công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, 11 là tổ chức quản lý công tác hợp tác quốc tế, và 12 là thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục. Còn một điều 105 về các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục thì hỏi cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục, chúng ta nhớ chọn là chính phủ đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy rất là rõ nhá về nội dung ở đây. Đó, được chưa? Tiếp theo người hỏi cơ quan nào chịu trách nhiệm trước chính phủ về thực hiện quản lý nước, giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng và thường xuyên, thì như là Bộ Giáo dục Đào tạo gắn với chịu trách nhiệm trước chính phủ, như là Bộ trưởng Đào tạo. Còn gắn với Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn cơ quan nào chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý về giáo dục nghề nghiệp, đúng không? Gắn với giáo dục nghề nghiệp là gắn với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thế còn gắn với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học là gắn với Bộ Giáo dục Đào tạo. Rồi sẽ họ chia ra từng cấp. Còn tiếp theo tôi thấy là cơ quan nào sẽ liên quan đến thực hiện việc quản lý nhà nước về giáo dục, ở đây các bộ, cơ quan bộ này chúng ta thấy phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo đúng không, để thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục, được chưa? Còn người ta hỏi tiếp là cơ quan nào thực hiện quản lý nhà nước giáo dục theo phân cấp của chính phủ, đấy nó nhớ phân cấp là chính là ủy ban lên các cấp đúng không, chính là tỉnh huyện xã em nhá, khi nói về quản lý nhà nước theo giáo dục theo phân cấp chúng ta nhớ đó là ủy ban dân các cấp, được chưa? Thì thực hiện ở đây các nhiệm vụ có bao nhiêu nhiệm vụ thì chúng ta nhớ cho thầy là gì, tất cả ở đây là có tất cả 5 nhiệm vụ đúng không ạ? Một là kiểm tra việc chấp hành pháp luật, 2 là bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo tài chính, 3 là phát triển các loại hình nhà trường, 4 là thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước, 5 là chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chiến lược quy hoạch kế hoạch. Đó, chúng ta nhớ ở đây ủy ban các cấp là có 5 nhiệm vụ như vậy nhá. Đó là như vậy là thầy đã trao đổi xong với các em các từ khóa dạng thức các câu hỏi và tất cả các nội dung nằm trong giới hạn của kỳ thi viên chức giáo dục tỉnh Bình Định liên quan đến phần luật giáo dục 2019 các em nhá. Thì các em dành thời gian vào nghe vào đấy, như bạn Hà Dung, chào bạn Hà Dung, vì thầy vừa rồi tập trung hướng dẫn cho các bạn ở Bình Định các nội dung ôn tập của luật giáo dục 2019, và chúc mừng em, chúc bạn Hà Dung đã đỗ nhá, và chúng ta chúc em làm sao luôn mạnh khỏe, và chúng ta chúc em trở thành một cô giáo mẫu mực đúng không ạ, và giáo viên giỏi để luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề em nhá. Và các bạn ở Bình Định, thầy đã trao đổi xong các nội dung từ khóa của luật giáo dục 2019, thì các em dành thời gian ôn tập thật kỹ, rồi sáng mai thầy sẽ gửi bộ đề lên cho các em để chúng ta làm, rồi ngày mai thầy sẽ chữa theo đúng lịch học của lớp chúng ta các em nhá. Chúng ta dành học luôn các nội dung, và thứ sáu thì chúng ta sẽ là thứ sáu thứ bảy chúng ta sẽ thực hành bộ đề 60 câu theo lịch học thầy đã đưa lên lớp chúng ta các em nhá. Thì cảm ơn các em đã dành thời gian học trong buổi tối ngày hôm nay. Đó thì các em dành tiếp tục là chúng ta dành thời gian để học ôn lại ba văn bản mà thầy đã hướng dẫn các từ khóa, rồi chúng ta làm các bộ đề trắc nghiệm
của từng văn bản, chúng ta nhớ từ khóa và làm các bộ đề 60 câu các em nhé, để chúng ta tính điểm rơi tốt nhất để thời điểm vàng cho nội dung vào ngày chủ nhật tới các em thi để chúng ta đạt kết quả tốt các em nhé. Và một lần nữa cảm ơn các em đã lắng nghe trong buổi tối hôm nay, chúc các em ngủ ngon và hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Xin cảm ơn các em rất nhiều và xin chào tất cả các em.